bỗng chiếm được nhiều xem xét, Ngọc Bảo tỏ ra khá bất thần. Với Ngọc Bảo, việc tự sướng đăng lên Facebook cá nhân mục đích chỉ để đồng đội từng biết tương tác, giữ liên lạc, nhưng không ngờ hình ảnh lại được mọi người xem xét tới vậy. Mình cảm thấy rất vui khi được nhiều đồng đội dồ cặp muốn kết bạn làm quen. Bản thân mình rất thích kết giao với nhiều người để vừa giao lưu, vừa học hỏi. Hơn nữa, theo mình nghĩ mỗi người là một cuốn sách để mình học hỏi, ở trong họ đều có những nét đặc biệt, lôi cuốn riêng mà không thể hòa trộn vào đâu được. Ngọc Bảo tâm sự. Năm sinh Vũng Tàu chiếm hữu góc nghiêng điển trai. Không chỉ chiếm hữu góc nghiêng hút mắt, anh chàng còn chiếm hữu khuôn mặt rất điển trai. Với lợi thể ngoại hình ra nhìn cùng chiều cao lý tưởng 1m, Ngọc Bảo không ngần hoảng sợ chia sẻ trong tương lai mình sẽ xả thân vào lĩnh vực người mẫu nếu có cơ hội. Mình nghĩ rằng nếu sau ổn định về mọi mặt mình sẽ thanh lịch một trượt rẽ về nghề người mẫu và xả thân vào ngành giải trí. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại với mình điều cần thiết nhất vẫn là việc kết thúc tốt công việc học tập của bạn dạng thân, còn với lĩnh vực làm môn đen thì chỉ khiến cho vui và muốn thử xem thực sự mình có hợp để theo đuổi hay không mà thôi. Ngọc Bảo tâm sự. Anh chàng chiếm hữu khuôn mặt khá điển trai. Ngoài ra với Ngọc Bảo, tuổi trẻ là khoảng thời gian tốt nhất để chạy đua thật nhanh, để nỗ lực không xong xuôi nghĩ cho giấc mơ của riêng mình. Trong tương lai, Ngọc Bảo mong muốn trở thành một người có trình độ thật tốt để đối mặt với những khó khăn, thách thức và phụ giúp bố mẹ để đỡ vất vả hơn. Bởi thế, ngay từ bây giờ, anh chàng luôn xác định tâm lý, vừa bồi dưỡng kiến thức lại vừa trau dồi vốn sống.